Nhân dịp đầu xuân năm mới, shop gocotu.vn ra mắt vòng quay không đồng giảm giá hàng loạt tài khoản liên quân VIP cùng rất nhiều vòng quay thử vận may nhận ngày quân huy khủng. Truy cập ngay shop gocotu.vn, shop chính chủ uy tín chất lượng số 1 Việt Nam. Cảnh báo đường link shop gocotu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Siêu làm chậm, gặp hai người làm chậm, tung kỹ năng làm chậm kìa. Quá chậm các bạn ạ, đối phương lê lết luôn, chứ cuối một bé ra đi. Bé thứ hai, double kill. Cay quá nhờ. Xóa game đi. Don't perform human experiments, they said. It's crimes against humanity, they said. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình đây các bạn ơi. Ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn đó là sức mạnh của vị tướng mở gần gà nhá. Để xem video này leo danh có còn được bá đạo hay không trong phiên bản Vương quốc rồng thì các bạn hãy cùng theo dõi. Hiện tại thì mình cũng sẽ áp dụng một phong cách lên đồ cực kỳ dị, lâu lắm rồi chưa chơi game được không nào. Thôi thì bây giờ mình sẽ di chuyển vào cùng với Grack phá rừng tim địch cái. Grack ơi, phá nhiệt tình lên, chỉ sợ là tim địch gọi người ra thôi. Ôi, nó gọi người rồi, thôi rút lui nhá, mình cũng không dám ở lại quá lâu đâu. Hiện tại thì cái giọng của mình ấy nó lại bị khàn rồi các bạn ơi. Nói chung nếu như các bạn thường xuyên theo dõi clip của mình thì các bạn biết thời tiết mà thay đổi lạnh quá thì cái giọng của mình nó lại bị khàn. Nó lại bị kiểu mất tiếng ấy. Thế nên là nếu như các bạn xem clip này thì các bạn thông cảm giúp mình nha. Bây giờ mình sẽ di chuyển dần lên đường trên bởi vì bờ rai cũng không còn quá nhiều máu. Đối đầu với cá Frit bạn ơi, đánh nhau không? Ui, cá Frit máu chiến thế. Thôi, mình có tốc biến thôi. Trời đất ơi, tí nữa thì bị nó quay. Mình cứ nghĩ là thịt được cơ, ai ngờ mà cá Phoenix cũng hổ báo ghê. Chắc là đánh cũng hay đấy các bạn ạ. Thôi thì bây giờ chúng ta lại quay trở về với khu vực đứng giữa thôi để có thể tập trung farm tiếp. Lát nữa thì mình sẽ trình bày cho người một phong cách lên đồ cực kỳ dị dành cho vị tướng mở gần gà nhá. Các bạn, chúng ta sẽ solo luôn với Tulen, đánh nhau không? Tulen cũng sắp sửa có chiêu cuối, mình cũng sắp sửa có chiêu cuối các bạn ơi. Lên được chiêu cuối rồi, hợp lý quá. Một mạng đầu tiên, thơm quá các bạn ạ. Quả thật mình rất may mắn nha. Khi mà đối đầu với Tulen mà ai ngờ cái chiêu cuối của mình nó lại lúc đấy mình lại lên kịp cái cấp độ 4, thế là mình có chiêu cuối luôn. May mắn quá. Thật ra thì Morgana như các bạn biết thì kỹ năng của vị tướng này làm chậm rất là nhiều. Đối với chiêu 1 và chiêu 2 các bạn tung ra sẽ có hiệu ứng làm chậm. Ngoài ra thì trong trận đấu ngày hôm nay mình cũng sẽ áp dụng một cái phong cách lên đồ chôn game. Với phong cách lên đồ, một cái build đồ full làm chậm luôn. Hy vọng rằng các bạn đừng áp dụng theo bởi vì đây là cái build đồ không được chuẩn đâu. Chỉ là mang tính chất vui vẻ cho mọi người thôi, đem đến cho người coi như là mình làm chuột bạch thử nghiệm đi. Khi mà Morgana lên full đồ làm chậm nó sẽ như thế nào. Bây giờ tiếp tục là giữ vị trí. Ui, Amelie xóa tóc rồi. Ghê, ui nó sút cái thốn thế. Mà mình còn chiêu cuối đây. Ây da, sợ thật. Amelie sút phát nào là thốn phát đấy các bạn ạ. Cái sút phát sút đầu tiên của Amelie mình nhìn thấy qua nó sút mất hai cục máu của mình luôn. Thôi thì tranh thủ giới thiệu cho người về build đồ nhá. Trang bị đầu tiên thì mình sẽ lên đó là giày phù thủy. Ngoài ra những trang bị sau sẽ là những trang bị làm chậm. Đó là trượng băng, băng nhẫn Skadi, áo choàng băng giá, dìu Hyoga và khiên thất truyền các bạn ơi. Đấy, full trang bị làm chậm luôn. Và nếu như các bạn tinh tế một xíu thì các bạn có thể để ý được kỹ cái điểm chung của những trang bị làm chậm này là gì. Đây là một cái build đồ full màu xanh các bạn ạ. Uầy, một cái build đồ full màu xanh nhìn cũng rất đẹp được không nào. Nhưng hiện tại thì mình chưa lên được một trang bị làm chậm nào cả. Vậy nên là các bạn hãy từ từ nhá, chờ đợi. Mình mới lên một trang bị dày mà thôi. Cứ bình tĩnh, lát nữa khi mà có được nhiều đồ rồi để xem mình có thể làm chậm được đối phương tốt hay không. Nói chung là bây giờ vẫn cần phải cố gắng làm sao, ăn mạng cái nào. Em có cái tốc biến đây, đầu tư lên KF. KF. Ấy, ok Grack ơi đừng bỏ mình. Grack chịu rồi, support đi đâu vậy? Mình thì đang bị Amelie ép như thế này mà support thì mình bỏ rơi mình luôn. Đi sút cho không trượt phân nào. Mình phải ghim Amelie. Phải ghim Amelie thôi chứ còn Amelie giết mình hai mạng rồi. Amelie mạnh quá. Thật ra thì Morgana là chất tướng đời đầu của Liên Quân. Thì vị tướng này có một cái điểm hạn chế chắc hẳn các bạn cũng biết. Đó là khả năng kém cơ động.
Khi mà gặp các vị tướng cơ động áp sát và tấn công thì Morgana rất là khó để có thể chạy thoát được. Vậy nên là mình cũng phải mang cái phép bổ trợ tốc biến rồi. Các bạn cũng có thể mang phép bổ trợ tốc hành đi cũng được nha. Khi mà lên đồ như thế này thì lượng sát thương phép của các bạn không được nhiều đâu. Nói chung là chúng ta chỉ có được cái hiệu ứng làm chậm thôi. Đến từ những trang bị làm chậm này, hy vọng rằng cuối game mình sẽ có thể làm cho đối phương lê lết luôn. Hiện tại sự xuất hiện của Morgana cũng không được quá nhiều trong những trận đấu danh nha các bạn. Gần như vị tướng này cũng một xíu bị quên lãng rồi đấy. Hy vọng rằng các bạn có thể chơi lại vị tướng này nhưng mà đừng áp dụng phong cách này nha. Ok, có chuyện băng rồi. Một trang bị làm chậm đầu tiên khi mà mình cũng đã lên thành công các bạn ạ. Khi mà lên được trượng băng thì các bạn chỉ cần tung kỹ năng vào mặt đối phương là các bạn sẽ có thể làm chậm rồi. Còn lát nữa khi mà mình lên áo choàng băng giá thì kể cả mình đánh thường một phát thì mình cũng làm chậm, kể cả dìu Hyuga nhá. Trận đấu này căng ra phết đấy, bởi vì bản thân mình ăn 2, chết 2, hỗ trợ 2, ui đẹp thế. 2-2-2, 3 con 2 liền luôn. Cá bờ xanh, cá bờ xanh. Ô, nhưng mà từ từ đã, để mình ra thịt luôn Neo Su. Còn chiêu cuối đây, chiêu cuối. Ui giời, đẹp quá. KS thành công các bạn ạ, việc nhẹ lên cao. Nói chung khi mà gặp đối phương thì cứ tung hết toàn bộ kỹ năng ra trong kích hoạt chiêu cuối nha. Thật ra thì đánh Morgana vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần quan sát qua đối phương dính bao nhiêu điểm số trên đầu ấy. Các bạn ném sẽ có những điểm tích. Đấy, sau khi tích 5 điểm các bạn kích hoạt chiêu cuối, các bạn giật một phát thôi là rất thốn. Nhưng mà đấy là lý thuyết nha. Còn thực hành được hay không thì các bạn cần phải xanh thì lúc đấy giật mới thốn được. Chứ còn phế mà giật thì cũng không thốn cho lắm đâu. Mà Ganga cũng là chất từng late game mà. Tu Len không dám lên cao. Rồi gọi thêm cả Eo Su đuổi mình đi đây này. Ngắm đi, em lách nhẹ nhẹ cái thôi, thế là xịt rồi nha. Công nhận là mình chơi vị tướng này mình cảm thấy là tốn năng lượng quá. Tung kỹ năng mà, ui dồi, cả Phoenix, ui mày quá, vẫn về được thành công. Tung kỹ năng không cẩn thận là chúng ta hết năng lượng lúc nào cũng không biết luôn, bởi vì kỹ năng hồi rất nhanh, các bạn tung được liên tục. Không ăn thua rồi. Thôi để cho mình về đi. Có cả Amalie này, thôi từ từ đã. Khả năng cao là team địch sẽ cố gắng ép cái trụ đường giữa, vậy đây là mình sẽ ở lại để thủ trụ đường giữa nha. Có gì để chúng ta có kỹ năng chúng ta tung ra để có thể dọn lính thôi. Có cái chuyện băng là làm chậm được rồi. Ôi dồi, mà đi băng trụ à? Máu ghê. Team ơi, sẽ để cho team địch đè đầu cưỡi cổ như thế này. Mình giữ vị trí có mạng ngay. Đấy, giữ vị trí là có mạng ngay. Ôi, thêm cả cá Phoenix này. Càng đông càng vui. Mình là giữ vị trí an toàn rồi, tung kỹ năng vào. Úi ôi, hỗ trợ, toàn hỗ trợ thôi. Và quay đi quay lại, team địch mất 4 người rồi. Bây giờ chỉ còn một mình Eo Su. Hiện tại thì mình cũng lên được cái trang bị băng nhẫn Skadi rồi nha. Cũng có thêm một trang bị làm chậm nữa rồi. Thôi Eo Su để cho đồng đội của mình lo. Như là Zephyr, để cho Zephyr đuổi Eo Su đi. Đấy, dù sao cũng quá trụ rồi. Tính ra thì những trang bị này nó cũng rất rẻ. Vậy nên là mình cũng chỉ cần tập trung farm và may mắn hơn là ăn mạng được cái là mình sẽ lên được nhiều đồ. Công nhận là siêu làm chậm ấy, nếu như mình lên full được đồ đấy các bạn ơi. Nào tiếp tục giữ vị trí. Amly trâu thế. Trâu quá. Từ từ nha, căn chiêu cuối chuẩn chuẩn cái cho nó kết quả chiêu cuối. Ui ấy, không đủ đam kìa. Ui ấy, thành mạng hỗ trợ. Cá Phoenix solo mình ạ. Solo mình này. Lấy tí solo. Vai trưởng Zephyr ơi. Mình đang solo khô máu một cái, anh ở Zephyr ăn mất mạng luôn rồi. Hết sạch mana đây này. Sợ thật, đánh một tí thôi hết sạch mana nhanh quá. Sao chưa về được nhở? Ui, Eo Su bảo sao chưa về được. Thôi, mình về đây. Tốn năng lượng thật sự luôn ấy. Chiêu 1 làm chậm, chiêu 2 làm chậm, kết hợp với những trang bị làm chậm nữa thì quả thật là siêu làm chậm. Nhìn qua thì team mình đang hơn đối phương rất nhiều nha. Hơn về mạng hạ gục, hơn về trụ luôn, thế là hơn rồi. Team ơi đừng lên quá cao, rút lui đi Grack. Đây này, team địch úp đằng sau đây này. Mình chỉ cần tung kỹ năng thôi để xem ra làm chậm này. Tung kỹ năng, ui làm chậm kìa. Amelie rất vất vả để di chuyển. Giữ vị trí, tung kỹ năng tiếp. Dí em à, dí em đi, em có chiêu cuối và tốc biến. Có mạng ngay các bạn ơi. Đấy, cả Phoenix bị làm chậm, trời ơi làm chậm. Hiệu ứng làm chậm nhìn cực kỳ đã mắt nha.
Nói chung là cứ quăng kỹ năng vào một cái thôi, nhìn qua bên dưới chân của đối phương sẽ có hiệu ứng làm chậm. Đúng rồi, team mình cần phải vào cướp rừng như thế này, phải đánh hổ báo lên. Các bạn nào còn ý tưởng gì nhớ để lại comment bên dưới nha, để mình thực hiện. Còn bây giờ mình sẽ tranh thủ lấy luôn trụ đường giữa. Rồi ơi, ra hỗ trợ mình lấy cái trụ đường giữa cái coi nào. Ok, có trụ đường giữa rồi. Có thêm áo tràng băng giá. Ui, siêu làm chậm đây rồi. Siêu làm chậm. À, gặp hai người làm chậm tung kỹ năng làm chậm kìa. Quá chậm các bạn ạ. Đối phương lê lết luôn. Chưa cuối, một bé ta đi. Bé thứ hai, double kill. Đấy, bắt đầu là thể hiện được rồi. Để mình ra xử lý nốt Amelie nhá. Tung kỹ năng một phát làm chậm. Chậm cực kỳ luôn, không di chuyển luôn. Lên bản điểm số tiếp. Thần thánh luôn các bạn ạ. Nói chung là lên huyền thoại rồi. 9 mạng rồi cơ mà. Chưa thấy ai phản ứng gì với cách lên đồ như thế này. Hơi bị buồn các bạn ơi. Thật ra nếu như các bạn lên đồ chuẩn thì các bạn sẽ cần phải lên trang bị khác để tăng thêm lượng sát thương phép, ví dụ như vương miện Amex, hoặc là thêm cái mặt nạ Varys chẳng hạn. Nhưng mà thôi, mình không lên đồ chuẩn đâu. Đồ này là đồ chôn game một tí. Ok, vậy là có trụ rồi nha. Thôi từ từ team ơi, rút lui. Gừa rắc máu chiến đấy nhở. Đã thế thì mình chiều luôn, đánh nhau luôn. Tập này giữ vị trí đằng sau, không ai bắt mình thì mình tung kỹ năng ngùi. Làm chậm quá nhiều các bạn ạ. Cả Phoenix chết, Bright là của mình, 170 vàng thơm quá. Hiện tại thì mình cần bùa xanh các bạn ơi. Combat một cái ai ngờ mana của mình nó tụt nhanh ghê. À, thêm cả Amelie này. Siêu làm chậm lê lết, di chuyển rất chậm đến từ Amelie. Mặc dù Amelie có chiêu cuối mà di chuyển cực kỳ chậm luôn. Thế này thì đỡ làm sao nổi. Hết sạch mana, bây giờ có bùa xanh đi rồi. Đừng quái cướp bùa xanh của mình nha. John ơi, John đừng ăn bùa xanh của mình, John ơi. Bạn có nhiều mana mà. Ờ, chịu luôn ấy. Chịu. Không còn gì để nói các bạn ạ. Sợ thật. Giờ còn thiếu đúng một trang bị khiến thất truyền nữa thôi là chính thức mình full đồ làm chậm. Cố gắng làm sao farm thật là nhanh. Bây giờ là mình cần bùa xanh các bạn ạ. Không có bùa xanh thì chỉ có về hồi phục máu thôi. Bùa xanh của team mình là còn ba mấy giây. Bây giờ mình di chuyển dần ra là hợp lý để ăn cái con bùa xanh. Nốt trang bị khiến thất truyền nữa thôi là mình sẽ phun đồ làm chậm. Xóa game đi. What the hell? Team địch bị ép quá mà team mình đang gáy rất to. Trời ơi, mười mấy giây nữa xuất hiện cái con bùa xanh cơ. Bây giờ mình đang đứng chờ đợi. Nhưng mà chờ đợi này mất thời gian quá. Đồng đội của mình đang đánh nhau mà sốt hết cầu ruột. Thôi thì để mình ra hỗ trợ đồng đội phát đã. Di chuyển dần ra thì team cũng toang sứ mất rồi. Ui chết hết rồi à. Ai bắt mình không này, siêu làm chậm đây này. Lên cao như thế này, Amelie đuổi mình đi. Làm chậm, ui ôi làm chậm, ui di chuyển, ui rồi. Này bùa xanh là của mình nha John ơi, bùa xanh là của mình. Cứ phải tranh nhau cái con bùa xanh là của mình cho mình. May là John vừa xong có ý nhường mình. Chắc là bạn ấy cảm thấy hối lỗi khi mà vừa xong KS cái con bùa xanh ở khu vực của rừng team địch. Tranh thủ ăn cái con xê ra thôi. Amelie vào đây mà cướp. Ok, có xe ra rồi. Làm chậm đây, siêu làm chậm đây. Cho mình tung kỹ năng thẳng mặt thôi. Đấy, làm chậm rất nhiều. Thêm cả, ui, em đầu tư tốc biến lên. Chạy làm sao được, chạy đâu cho khỏi nắng. Ai ngờ tin địch bỏ chạy về hết rồi kìa. Ui, đừng có đuổi em làm chậm nhiều lắm. Kể cả mình cũng có khả năng hồi phục máu đấy chưa. Đuổi mình đi bờ rai. Giết đổi đâu quá trâu các bạn ạ. Đồ làm chậm này nó cũng giúp cho mình trâu hơn rất nhiều. Thế là mình sống sót thành công. Và ngoài ra thì bờ rai tin địch cũng chết rồi nha. Bởi vì là nhiễm độc của mình mà. Thế là mình được 11 mạng. Đuổi mình làm cái gì không biết nữa, quét sạch team địch rồi. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Đây là sức mạnh của MGNK với build đồ siêu làm chậm. Quá chậm luôn các bạn ạ. Cảm ơn người rất là nhiều, bye bye người, bye bye.